Xin chào mọi người, hôm nay thì chúng mình sẽ có một thử thách bóng đá siêu hấp dẫn. Và hôm nay thì có Kubi 100 và Việt Anh. Kubi thì là bố mới gửi đến đây mọi người ạ, gửi cho đến đây được hơn tuần rồi. Đây này được skill đúng không? Tóc em đẹp không? Người thì tóc dẻo. Tóc mới mọi người. Hôm nay chúng mình sẽ làm tất 24 giờ sống trong căn phòng bóng đá. Bắt đầu và bây giờ đang là 4:30, cứ cho là 4:30 tròn nha mọi người. Ok, từ giờ đến 4:30 ngày mai nhá, bữa chiều mai. Ok. Để mà sống 24 giờ trong một căn phòng thì chúng ta cần phải có việc đầu tiên, đó là nước uống mọi người nha. Và đây sẽ là phần thi đầu tiên chúng ta ngày hôm nay. Giải nhất sẽ có một chai nước to và một hộp sữa. Giải nhì là hai chai nước và một hộp sữa. Và giải ba sẽ được hai chai nước thôi. Thì chúng ta sẽ thi đấu. Anh và Việt Anh sẽ đứng lên quả bóng, còn Kubi sẽ quay bóng trên tay, và ai mà bị rơi trước thì người đấy sẽ bị thua. Ok không? Ok anh. Chơi không? Anh ạ. Ok, bắt đầu luôn nhá. Let's go. 3, 2, 1, bắt đầu. Bằng mẹ. Nước to phải là của tôi. Chưa chắc đâu anh. À, ghê. Ok, như vậy đã trải qua 22 phút mọi người nha. Và Việt Anh là người chiến thắng đầu tiên. Yes. Phần thưởng của Việt Anh. Em cảm ơn. Mở đầu tốt đẹp nha mọi người. Và Kubi giải nhì. Thế này là tôi uống được đủ 24 giờ đến ngày 2 rồi. Ok. Hơn 1 tiếng mọi người nhá. Và bây giờ sẽ là phần thi thứ 2 ngày hôm nay. Đã sẵn chưa? Sẵn sàng. Có nước uống rồi thì bây giờ phải có đồ ăn mọi người nhá. Và đây sẽ là giải nhất chúng ta. Cái phần này thì oạch. Quá đã luôn. Và đây là giải nhì chúng ta ngày hôm nay. Yo. Và đây là giải của Việt Anh. Đâu, em nghĩ giải này là hợp với anh ấy nhá. Tô vàng. Hai gói mì tôm nhé mọi người. Tô vàng, hai gói mì trứng này. Bây giờ sẽ là cuộc chiến đích thực này, sinh tồn này. Ok này. Game số 2 là game đá bóng nhá. Và ai mà ghi bàn nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Ok không? Ok. Mỗi người sẽ đá một trận. Ok. Bây giờ vào game nhá. Ok. Game này tên là UFC siêu sao đá nha. Ui. Em chưa nghe thấy bao giờ đâu anh ạ. Mới ra mắt. Ok. Giao diện. Chào đâu. Bây giờ một tí nhá, xem lại trước. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Úi xôi rồi. Hãy đặt trước nhá. Okay. Chưa chắc đã trước là đã thắng đâu. Hôm nay mình sẽ tin tưởng là mình sẽ được ăn ngon mọi người nhá. Ủa hộ phúc đây. Cái game này rất là hay vì nó vừa là game quản lý bóng đá mà vừa là game điều khiển cầu thủ được. Có nghĩa là vừa là huấn luyện viên mà vừa là cầu thủ được anh. Neymar! Úi xồi Neymar của tôi, Neymar của anh! Phạt tới nhanh nhá. Ôi. Gareth Bale, đúng không mày? Xồi ơi! Một cơ! Messi chuyển cho Ronaldo đi, chọc khe Ronaldo. Sai sai đi anh, sai đi. Dứt điểm Ronaldo. Sao à? Nó gọi là đẳng cấp khi mà Messi mà kết hợp với cả Ronaldo như vậy đấy các bạn. Ý không thế nhở? Do cái trình của anh còn cao anh hiểu không? Nè. Ronaldo. Từng, thủ môn cố lên. Trời ơi, anh phải đi, anh phải đi, anh không? Hay quá. Ok, như vậy là 3 quả. Tỷ số sau trận đấu là 3-0. Mình ghi 3 bàn anh em nhá. Ok, tiếp theo là Việt Anh đá. Đến em. Ok. Anh nhá. Việt Anh nhá, thua chắc. Ý luôn thì Euro luôn. Euro. Cái tuổi gì? Chưa luôn đồ. Ui, bàn này có xứng đáng là đẹp không? Messi này. Messi. Messi. Ok. Ô. Lên bảng rõ ràng. No. Wait. Messi. Wait. Ronaldo.
Wow. 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 Hay quá, buổi skin đỉnh vậy. Yeah. Ô lê, ô lê, ô lê. Ô lê. Cố ghi thêm mà nó không được. Cho không biết mình có thể thắng không. À, gót xa, gót xa, gót xa, gót xa. Mẹ nhà. Đi đá ghê ấy nhỉ. Bằng cái bút rồi. Bút đồ với sao to luôn. Ôi, ơi, số phận anh. Đến đây là chấm dứt rồi. Quá. Quá rồi. Ok mọi người, và đã trải qua tầm 2 tiếng 40 phút rồi. Và bây giờ đến phần trao giải thưởng lần 2. Mời anh Phúc. Anh là nhiều đồ nhất đấy. Quý vị. Em. Thằng Phúc. Quý vị rồi, nhìn thường anh em. Phúc ước. Anh ạ, anh em ơi. Chỉ được như thế này xuống qua 24 giờ đấy. Cái này là bánh mì này, táo này, đi chụp hình, hai cái xích và một gói bánh. Này thì ăn bao giờ cho hết. Chẳng bù cho cái người mà có hai gói mì. Thế nhá, ở nhà em hen gì? Nếu mà bố em phạt thì em toàn ăn bánh mì sống qua ngày. Em thế mua sáng ăn cơm. Thế á? Em bị đói rồi. Tại sao bố em phạt em? Như đó lúc em đã kém luôn rồi. Sau đó lúc em chọc như tôi thì bố em mới phạt. Nhưng mà em thấy là sau khi bố em phạt em có giỏi hơn không? Đúng là kiểu bố dạy từ nhỏ mọi người ạ. Đấy, em thấy chưa? Bánh mì kẹp xúc xích tuyệt vời, uống thêm sữa cun nhá. Thật ra là cái này có cả gia vị ở trong nhưng mình không dám cho gia vị vào. Tại vì cho gia vị vào thì ngon hơn nhưng mà nó rất là mặn. Mặn mà có mỗi 2 chai nước lại uống thì không đủ sống đến ngày mai. Nói chung là hôm nay mình sẽ chỉ uống, từ giờ tối mình chỉ uống đến đây thôi. Đúng là nhà nghèo. Cái gì phải chi, mình nhà giàu không phải lo lắng cái gì cả. Thích ăn bao nhiêu thì ăn. Nhưng mà ăn đến hết thì thôi rồi. Khổ. Ờ, đến lúc mai hết đồ ăn thì mì tôi không cho đâu nhá. Cảnh tiếng rồi mọi người ạ. À, bây giờ đến giờ đi ngủ mọi người ạ. À, bây giờ sẽ là cuộc chiến chỗ ngủ. Còn đầu tiên, ai thắng sẽ được chọn chỗ ngủ mọi người nhá. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em chim nhá. Bây giờ là 1:10 rồi mọi người nhá. Lúc này thì Việt Anh với cả Cudi đang ngủ say rồi. Ai, mệt quá mọi người ơi, mình đang rất là đói. Tắm cho em cho đỡ lạnh.
Ok mọi người, và bây giờ đã trôi qua 15 tiếng rưỡi rồi. Mình vẫn ngủ. Hiện tại bây giờ là 8 giờ. Siêu sao ơi, dậy siêu sao. Dậy em ơi. Idol ơi. Idol đứa trẻ dậy đi. Sẽ có phần thưởng cho hai bạn, đó là sẽ được chụp hình cùng với cả một cầu thủ nổi tiếng mà bạn ấy thích. Em muốn chụp với ai? Em muốn chụp với Leo Messi. Messi. Ồ. Còn em? Ronaldo đi anh. Ronaldo đúng không? Ok, bây giờ sẽ là Lionel Messi mọi người nhá. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Cười tươi này, cười tươi này. Rồi để chụp hình lại nhá. 3 2 1. Chụp lại. Rồi, siêu phẩm mọi người ơi. Tay quá đẹp luôn này. Ấy, ngoài được thực này. Vào trong AR này. Rồi, 2, 1, chụp. Rồi ơi. Mọi người có thể tải game UFC siêu sao bóng đá để về chơi nhá. Và tận hưởng của chúng mình. Và bây giờ thì bye bye. Yes. Yes.